sáng hôm nay trong chương trình ca múa nhạc, ban tổ chức có giới thiệu với tất cả quý vị là chúng ta sẽ được hát và I'll just sing on that bus. Và ngay bây giờ, thông báo quý vị, Đàm Bình Hưng đang trên đường ra 5-10 phút nữa mới tới nơi. Nhưng không sao, đứng bên cạnh của chúng ta đây là em trai của nam ca sĩ Đàm Bình Hưng. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu quý vị, nam dân ca Đàm Bình Việt. Em có đầu cảm ơn. Và gia đình chúng ta biết là cái dạng đóng này công ty đặt từ bên Nhật về đó, nhiều đường mang tên Gia Mạc Nam. Vâng, đây có thể nói là một công trình bác nhạc đã một thời gây tai tiếng tại thành phố Việt Nghệ Đăng. Và để đầu chương trình ca múa nhạc đưa hôm nay, ban tổ chức vừa nhận được trên 360 cuộc điện thoại và hơn 4.000 tin nhắn yêu cầu ban tổ chức tặng tất cả các cháu ở tàu Liên Quân 03 bên kia một bài hát mà người Việt Nam ai ai cũng biết, đó là bài hát được mang tên Cháu Lên Ba. Xin mời đại diện chúng ta cùng thưởng thức. Okay, ladies and gentlemen, for now we enjoy entertainment. We sing the guitar not well, but we are. In the first song, we sing for you. So we sing very loud, but not well. When we sing that song, I invite everybody, please, clap your hands together. Bye bye, heart, talent, bass, and that's it. But now! Wow, the guitar is really cool. Yeah, 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 ye